Xin chào tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết, nước bi được tìm ra năm 1940 bởi tiến sĩ nông học, đó là Akihiro Yamashita. Trong quá trình nghiên cứu cơ chế nụ nở thành hoa, thì ông đã phát hiện ra một loại nước mà ông tạm gọi là nước cơ thể. Bởi vì ông thấy rằng là loại nước này nó chỉ có ở trong các cái cơ thể sống. Và khác với nước thông thường thì loại nước này nó có khả năng ngăn ngừa lão hóa, phòng chống bệnh tật và rất nhiều những cái tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Và sau đó thì ông đã đặt tên loại nước này là nước bi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái ứng dụng mà rất là thực tế của nước bi trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một thí nghiệm mô phỏng cái nước bi này có cái tác dụng đối với một cái thực thể sống ra sao. Thì hôm nay ở đây mình sẽ sử dụng đó là củ hành tây. Mình sử dụng củ hành tây và mình sẽ để củ hành tây này vào hai cốc nước. Một củ để vào cốc nước bi và một củ để vào cốc nước thông thường. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái sự khác biệt của củ hành tây để trong nước bi so với củ hành tây để trong nước thông thường sau khoảng 1 tuần cho đến 2 tuần nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Và sau đây mình sẽ rót hai cốc nước, một cốc nước bi và một cốc nước thông thường. Với cốc nước bi thì mình sẽ lấy trực tiếp từ máy tạo nước bi của Bantech. Mình sẽ rót đầy cốc. Để lát nữa thì mình sẽ làm cho cái phần rễ của củ hành tây nó sẽ phải ngập ở trong nước bi. Và tương tự với cốc nước thông thường cũng như vậy. Mình sẽ rót cốc nước thông thường này. Sẽ đầy cốc. Rồi. Và mình sẽ để cho hai củ hành tây vào đây. Mình sẽ để hai củ hành tây vào đây. Đây, như các bạn đã thấy là phần rễ của hai củ hành tây đã ngập ở trong nước bi và ngập ở trong cốc nước thông thường. Và chúng ta sẽ đợi khoảng tầm 1 cho đến 2 tuần sau, chúng ta sẽ quay lại để xem điều thú vị gì sẽ xảy ra với hai củ hành tây ở trong hai cốc nước này các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Vậy là đã sau 1 tuần từ khi chúng ta làm thí nghiệm, đó là cho hai củ hành tây vào hai cốc nước, một cốc nước bi và một cốc nước thông thường. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem kết quả, xem có sự khác biệt nào giữa hai cốc nước, hai củ hành tây trong hai cốc nước không các bạn nhé. Và sau đây chúng ta sẽ đưa camera lại gần hơn để các bạn có thể nhìn cho rõ hơn. Đầu tiên là với cốc nước thông thường, ở đây các bạn thấy là cái phần rễ của củ hành tây, đây phần rễ của củ hành tây gần như là không phát triển, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có một cái rễ nhỏ và có phát triển một đoạn rất ngắn. Đó là với củ cốc nước thông thường. Và cốc nước số 2 là với cốc nước bi thì các bạn cũng có thể cảm nhận rất là rõ rệt là chúng ta thấy là với cốc nước bi thì màu sắc ở trong cốc nước nó đậm hơn. Và chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng đó là cái phần rễ nó dài hơn. Đây đúng không ạ? Cái phần rễ của nó phát triển rất là dài và phát triển dài hơn rất nhiều so với cốc nước thông thường. Như vậy chúng ta đã thấy một kết quả vô cùng khác biệt và điều này đã chứng minh một câu nói, đó là gì ạ? Nước bi là loại nước dành cho sự sống. Và chúng ta đã có một cái thí nghiệm vô cùng thú vị và rất trực quan. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và chúng ta sẽ làm một thí nghiệm rất thú vị sau đây. Đó là chúng ta cùng xem là vậy thì tác dụng của nước bi trong việc vo gạo nó khác biệt so với nước thông thường như thế nào. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn hai lon gạo. Mình đã chuẩn bị sẵn hai lon gạo ở đây. Và sau đây thì mình sẽ đổ hai lon gạo này, hai lon gạo bằng nhau nhé các bạn nhé. Và sau đây mình sẽ đổ vào hai cốc nước này. Trong đó có một cốc là nước bi, một cốc là nước thông thường. Chúng ta sẽ cùng xem là có điểm gì khác biệt. Đây các bạn thấy là lượng gạo trong hai cốc là bằng nhau, có đúng không ạ? Và một cốc thì chúng ta sử dụng nước bi. Đây, một cốc chúng ta sẽ sử dụng nước bi. Rồi mình sẽ rót đầy ở cốc nước bi này. Và một cốc chúng ta sử dụng nước thông thường. Như vậy là rõ ràng hai cốc nước có một cái sự khác biệt rất lớn. Với cốc nước bi nó có màu vàng, còn với cốc nước thông thường nó có màu trắng. Điều này chứng tỏ là gì ạ? Đó là nước bi nó khi mà chúng ta vo gạo thì nó sạch hơn so với cốc nước thông thường. Thì đây là một cái thí nghiệm mà vô cùng khác biệt. Như chúng ta đã biết, nước bi nó còn có một tính năng mà các bà nội trợ vô cùng thích. Đó chính là với tính kiềm cao, nó sẽ có khả năng ngâm rau củ quả. Nó giúp loại bỏ phần lớn những cái lượng dư lượng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật ở trên bề mặt vỏ hoa quả. Bởi vì tính kiềm cao nó sẽ có khả năng hòa tan cái lượng dầu. Mà dầu nó chính là một trong những cái
thành tố có ở trong cái thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật để nó giúp cho cái thuốc đấy nó bám được ở trên bề mặt vỏ hoa quả. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một thí nghiệm rất nhanh để xem là cái khả năng của nước bi khi mà ngâm rau củ quả thực tế như thế nào. Ở đây mình có 4 quả cà chua. Và sau đây thì mình sẽ cho vào mỗi một cốc nước này 2 quả. Đúng không ạ? 1, 2 quả. 2 quả. Và sau đó thì với một cốc mình cho nước bi vào. Với cốc nước bi mình sẽ cho đầy nước bi vào trong này. Rồi. Và với cốc nước còn lại mình sẽ đổ đầy nước thông thường. Và chúng ta cùng đợi trong khoảng 30 phút để xem điều gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Và như vậy là sau khoảng tầm 30 phút đến gần 1 tiếng, các bạn sẽ thấy là với cốc nước pi, cái màu của cốc nước nó vàng hơn so với cốc nước thông thường. Rất dễ hiểu thôi, đó là gì ạ? Từ đây chúng ta mới thấy được nước pi nó có tính kiềm cao, nó sẽ giúp loại bỏ phần lớn những cái dư lượng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật ở trên bề mặt vỏ hoa quả nhanh hơn so với cốc nước thông thường. Và đây chính là một trong những tính năng vô cùng tuyệt vời của nước pi. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một thí nghiệm vô cùng thú vị nữa. Đó là như chúng ta đã biết, nước pi nó có cấu trúc phân tử nước nhỏ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vậy thì tác dụng của nước pi với một cái nguyên liệu vô cùng quen thuộc ở trong các căn bếp của các hộ gia đình, đó chính là dầu ăn, nó khác biệt như thế nào so với cốc nước thông thường. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chai dầu ăn. Mình sẽ che cái thương hiệu đi. Và sau đây thì mình sẽ sử dụng 2 cốc nước, 1 cốc nước pi. Và sau đó mình sẽ rót 1 cốc nước thông thường. Mình sẽ rót thành 2 cốc bằng nhau. Thì các bạn thấy đây là 2 cốc nước tương đối bằng nhau rồi, đúng không ạ? Và sau đây mình sẽ đổ vào 2 cốc nước này một lượng dầu ăn bằng nhau. Chúng ta sẽ đổ vào một lượng dầu ăn bằng nhau tương đối các bạn nhé. Như vậy là các bạn đã thấy một sự khác biệt vô cùng lớn. Với cốc nước pi thì dầu nó đã chia ra thành những cụm rất nhỏ như thế này. Còn với cốc nước thông thường thì dầu nó vẫn trở thành một mảng rất lớn. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là với nước pi nó có khả năng, nó có cấu trúc phân tử nước nhỏ, nó sẽ chia nhỏ cái dầu ăn ở trong cốc nước ra. Và ngược lại với cốc nước thông thường thì nó không có khả năng như vậy. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu những thí nghiệm vô cùng thú vị chứng minh những đặc tính tuyệt vời của nước pi. Và nếu bạn nào ở nhà chúng ta có nước pi thì chúng ta hãy cùng thử nghiệm với Sáng nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.